Xin chào tất cả các bạn, mình là Thúy Anh của team AF Hà Nội. Và chắc hẳn trong thời gian vừa qua thì anh chị em luôn băn khoăn rằng là không biết văn phòng mới của VNG Hà Nội ở đâu và có những tiện ích gì, có phải không ạ? Vậy thì hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Rất nhiều các điều thú vị khác đang chờ đợi anh chị tại văn phòng mới của VNG Hà